Mình chuyên mua bán cho đồ có loại sơn đã qua sử dụng, và đặc biệt là mình chuyên bán các dòng xe lướt đời cao anh em nhé. Và hôm nay cùng mời anh em sẽ đi cùng mình khám phá mẫu xe mà bản thân mình cũng đây là lần đầu tiên mình được sờ vào chiếc xe này. Đây là mẫu Peugeot 5008, một mẫu xe 5+2 7 chỗ anh em nhé. Đây cũng là một mẫu xe mà được Thaco Trường Hải phân phối tại trường ô tô Việt Nam, một hãng xe đến từ đất nước Pháp. Peugeot này hình con sư tử đứng này. Ở phần đầu tiên thì anh em đã nhìn thấy phần mặt ca lăng được thiết kế, mình cũng chả biết đây là thiết kế kiểu gì nữa, nhưng mà nhìn nó cũng khá là hay đấy. Những cái đường viền mã cấu luôn được bao quanh phần mặt ca lăng, logo con sư tử đặt ở chính giữa này. Chúng ta có những cái đường mã chrome gạch này, tăng tính thẩm mỹ cho xe rất là nhiều. Nhưng mà bản thân mình đánh giá mẫu ca lăng này cũng không được đẹp, đấy là so với mình thôi, quan điểm cá nhân. Đấy, phần mặt ca lăng ở phần bên dưới được sơn đen bóng này, mình lại thích theo thiết kế kiểu như này này. Đấy, phần một cái body kit ở ngay phần bên dưới xe, dạng cá mui chề luôn, rất là đẹp. Cảm biến trước chúng ta có 4 mắt các bạn nhé, nhưng mà hình như cảm biến này thiết kế nó hơi thấp. Nếu mà thiết kế cảm biến thì mình thích thiết kế nó cao hơn một chút, ví dụ như lên cái phần như này này, thì những cái hòn đá mà nhỏ ở dưới đường này này thì cảm biến này nó vẫn kêu. Đó là một cái điều mình cũng thích. Hệ thống đèn pha của chiếc Peugeot này thiết kế rất là ấn tượng. Peugeot Full LED Technology, đó một thiết kế cao cấp nhất của Peugeot đây anh em ạ, được trang bị trên con 5008 này. Chúng ta có một giải LED đây là định vị ban ngày này, kéo dài từ hết phần tay xe cho đến phần mặt ca lăng, cùng hệ thống đèn pha cốt rất là đẹp, toàn bóng bi Full LED thôi. Nói chung là xe trị giá hơn 1.3 tỷ thì đúng là thế. Ở đây chúng ta có 6 mắt cảm biến anh em ạ, cả cảm biến hông này, bởi vì con này nó có cam 360, đúng không, con này nó có cam 360 thì phải, có cam 360 anh em nhé. Màu trắng nội thất là màu đen, đó bộ vành la răng 3 chấu, 5 chấu dạng 3 thanh. Ui, nhìn đẹp phết anh em ạ. Đây là bộ vành la răng 18 inch. Con 508 này thiết kế rất là vuông, rất là vuông thành góc cạnh anh em. Gương chiếu hậu được tích hợp xi-an báo rẽ với một cái giải đèn LED nó kéo hết cả cái phần gương này, là mình thiết kế kiểu như thế này, nhìn nó rất là đẹp. Đấy, bên hông cũng được trang bị hai cái đường viền mạ chrome này, đó có cái cửa này. 5008 nhá, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, xe chạy được 5 vạn km, một mẫu xe 7 chỗ rất là mới. Cốp điện 7 chỗ này, nhưng mà cái hàng ghế thứ ba này thì nó hơi nhỏ, mình nghĩ là nó chỉ dành cho trẻ em thôi, còn bản thân những người cao 1m8 như mình thì chắc chắn nó ngồi rất là khó chịu. Xe rất là mới, không hề có lỗi. Hình như con này có cả đá cốp cái sao anh em ạ, mình thử nhá, mình sẽ thử cho anh em luôn cái đá cốp. Nếu mà các bạn muốn đá cốp ấy, hầu như chiếc xe nào cũng vậy, chúng ta phải cầm chìa khóa đi theo xe. Đá cốp thật anh em ạ, có cả đá cốp luôn. Bởi vì sao mình nhìn cái chỗ này này, đấy nó có hình đá cốp này. Rất là tiện. Em có nhìn thấy cái cam đùi ở ngày đơn được thiết kế ngay đây không? Đây là sau chúng ta cũng được trang bị 6 mắt cảm biến sau anh em nhé. Đây thiết kế ở phần cao cao như này này, thì nó hợp lý hơn là thiết kế ở sát cái phần bô như thế này. Bô dạng con thoi, hai bô. Nói chung là thiết kế này cũng khá là ổn. Đây là cụm đèn hậu của xe này, với cái 3 cái thanh hậu này, 3 cái thanh LED. Xem bên trong con này nó thiết kế như thế nào. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Ok, chúng ta có nhiều ghế 2 vị trí đây. Thực sự bước lên chiếc xe này thì mình nổ máy lên đã. Sẽ nổ máy trước. Ok, ngồi cho mát chút đã. Sẽ tắt cái âm lượng này đi. Màn hình lồi nhá các bạn nhá, cảm ứng 7 inch, điều hòa các thứ bạn chỉnh trên này hết. Ok,
một cái mẫu thiết kế vô lăng cực kỳ đỉnh, rất giống như những chiếc siêu xe, ví dụ như Lamborghini, rất giống Lamborghini nha các bạn nhá. Cũng tay cần số lại cũng rất là ấn tượng này, nhìn rất giống cái phi thuyền. Nhưng mà nó được vận hành y hệt như những chiếc BMW các bạn nhé. Ở đây chúng ta có đến 5 chế độ lái cơ, chế độ lái thường này, đường tuyết này, đường sông suối này, đường sa mạc, và các bạn có thể tắt cái cân bằng điện từ này đi để có thể thực hiện những cái pha rip lốp biểu diễn xe. Ở đây chúng ta có một cái hộc, chỗ này là sạc không dây anh em nhé. Đấy, chỗ lái sport này, phanh tay điện tử này, nhìn rất giống con mấy con Lamborghini, giống con Urus. Đấy, vô lăng này, vô lăng cắt cả trên cả dưới luôn. Các bạn có thấy điều khác biệt xe này so với chiếc xe khác không? Lẫy số vô lăng có nhưng mà là được đặt cố định luôn, nó không cùng với cả cái vô lăng này. Mình thích thiết kế như này bởi vì sao, mà khi các bạn đi vào những cái đường đèo dốc ấy, thì nếu mà các bạn đánh vô lăng theo cùng với cả lẫy số này này thì cái lúc mà chuyển số rất là khó khăn, để nhảy thì chúng ta chuyển số nó dễ dàng hơn. Ở đây chúng ta có đèn tự động, tất nhiên là gắn mơ tự động rồi, xe hơn 1 tỷ rồi hết xe nào cũng được trang bị như thế. Một cái đây là ga tự động anh em nhé, được thiết kế rất giống mẫu những cái mẫu xe của Toyota. Cụm đèn trung tâm 100% là bằng điện tử hết, không có một tí analog nào đây cả. Bên này là km này, bên này là vòng tua này, anh em nhìn thấy nó dị không? Rất là dị. Hàng ghế thứ hai thì ngồi cũng rất là rộng rãi, rất là rộng rãi, có thể ngả được. Nói chung là xe này thì ngồi 5 chỗ thì là hợp lý nhất rồi, 7 chỗ thì nó sẽ hơi chật. Ở đây chúng ta có một cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama anh em nhé, cửa sổ trời toàn cảnh panorama cũng rất là hay. Có một cái điều mình nhìn ở trên chiếc xe này thì nó chính là rất là ít nhựa anh em ạ, ít nhựa vô cùng luôn. Đây là nỉ anh em nhé, vòng vải nỉ nhá. Đây là da này, một tí nhựa ở đây, đây là phần nhựa giả da. Đấy, đây lại là bằng vải da lụa này. Nói chung là thiết kế rất là cao cấp, thiết kế rất là cao cấp đấy. Gương chiếu hậu được chống chói tự động anh em nhé. Loa focal, cái loa này thì mình chưa từng được nghe đến, nhưng mà mình cũng đã trải nghiệm âm thanh chiếc xe này rồi, rất là ổn, cực kỳ ổn. Một mẫu xe 7 chỗ là anh em đáng để mua với tầm tiền hơn 1 tỷ nếu anh em nào thích cái sự lạ lẫm mới mẻ. Đấy, mình đang chào bán chiếc xe này với giá là 1 tỷ 080 triệu cho mẫu Vozot 508 chạy được 5 vạn km, đăng ký biển Hà Nội, tên tư nhân, một chục từ đầu. Ok, mình có hỗ trợ ngân hàng lên đến 75% giá trị xe, thủ tục nhanh gọn, và đặc biệt là mình có hỗ trợ cả hồ sơ xấu anh em nhé. Vậy em có cần gì thắc mắc về xe cộ hay là thủ tục vay vốn thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0943322565 đặt lệ USK. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào.